Mình xin chào tất cả các bạn nữa nha. Thì hôm nay mình lên cho các bạn một con chim bổi nữa các bạn. Con này được 4 tháng lòng nữa nha các bạn. Thì trước hết là mình sẽ quay sơ về con chim của mình, thì để cho các bạn xem qua cái ngoại hình của chim, rồi các bạn đánh giá về chim. Thì mình cũng quay trọn vẹn hết ngoại hình nó luôn đó các bạn. Con chim này thì cườm là cườm dây đi, cườm dây nha các bạn, cườm dây hai dây lỡ, cườm dây nè các bạn, đây, nó đang nghiêng qua luôn nè. Đó, dàn quy thì nhạc quá nhạc đều phủ kín lưng, trên lưng nè các bạn, phủ kín lưng xuống như dàn quy, xuống dưới phần phần chân. Phần bầu ngực thì ngực nở, ngực nở nha các bạn. Còn về phần chân thì chân cũng đang bắt đầu đóng vảy các bạn, đang bắt đầu đóng vảy, tại vì mới tháng lòng mà nó phải đóng vảy thôi. Thì đó là sơ về cái ngoại hình của con chim nha các bạn. Thì mình sẽ nói về cái nước chơi con chim này và cũng như cái giọng gáy con chim này. Thì nó là giọng đồng pha, đồng pha nghe các bạn, đồng pha. Đồng pha thì tức nghĩa là đồng pha thổ các bạn, đồng pha thổ á. Thì tiếng đồng pha là nó tiếng nó vang, nó thích hợp cho các bạn chơi mồi, tại nó lỡ cỡ mà, tiếng nó là nửa cổ nửa đồng, tiếng nó sẽ vang. Đó, nó sẽ vang, nó sẽ rất là thích hợp cho những bạn mà chơi mồi. Và con này thì về nước non con chim này thì con này thì nó có nước nước khống. Khống tức nghĩa là khi chim mà ở xa với nhau là không nhìn thấy chim, không nhìn thấy chim các bạn, thì nó sẽ đổ ra gù. Đó, nó sẽ đổ gù, tức là khi các bạn đi đánh chim mà các bạn kích lo, hoặc là các bạn nghe con chim nó ở trong trong xa nó gù. Đó, nước khống nó này sẽ như vậy, nó sẽ rất có lợi, nước khống nó rất là hay. Giờ trèo lên đấy đứng á, này cho nó đứng đấy đi. Thì mình sẽ lên mã trên video dành cho bạn nào ưng thích hợp để chơi mồi. Tại chim đây là chim mình tiếng để dành cho các bạn chơi mồi. Thì con chim này cặp mắt đỏ nha các bạn, mắt đỏ. Mắt đỏ, mắt đỏ tức nghĩa là nó rất là giữ chim các bạn. Để mình quay lại mờ dưới ta. Cặp mắt đỏ các bạn. Mắt đỏ rất là giữ chim nha. Và mình xin nói thêm về cái nước gù con chim này. Con chim này có nước gù cũng rất là tốt nha các bạn. Nó nhảy lộn xộn thành quay cũng được luôn các bạn ơi. Đó. Cườm kiếp mọi thứ đều rất là ok nha. Mình sẽ lên mã trên video luôn nha các bạn. Thì bạn nào cảm thấy thích hợp thì liên hệ trực tiếp cho mình nha. Rồi, mình xin chào tạm biệt các bạn luôn luôn nha. Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua nha các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha.